đọc toàn bài nhưng tốn rất là nhiều thời gian, đọc câu hỏi và đáp án, đọc lướt hai đoạn để nắm nội dung. Em đọc câu hỏi trước rồi tra thoa rằng thì em đọc câu hỏi trước rồi tra lên trên hai bài A và B. Chào Trung Nguyễn, tưởng Trung Nguyễn đang livestream đọc hiểu ở nghe hiểu ở bên kia, bạn có thời gian để nghe qua bên này à? Huế sinh thì là đọc hết cả hai bài liền một lúc, kiểu gì hai câu hỏi cũng liên quan đến hai đoạn văn. Đọc hết đáp án luôn cô, gạch chân những ý chính, đọc xong câu hỏi rồi so sánh. Ok, cảm ơn các bạn. Để bây giờ nhá, thông thường những cái dạng bài này á, thứ nhất là nó là hai đoạn, nhưng hai đoạn này sẽ cùng có một cái điểm chung, cùng nói về một cái vấn đề gì đó, đúng không nào? Cùng nói về một vấn đề gì đó, nhưng mỗi bài thì kiểu gì sẽ ở một cái khía cạnh khác. Bài này đề cập đến vấn đề này, cùng các bạn nhớ là nó sẽ cùng một vấn đề A nào đó, nhưng có thể là bài A thì sẽ đề cập về một khía cạnh khác, còn bài B thì sẽ đề cập cập ở một khía cạnh khác, đúng không? Với cái dạng bài này, thực tế mà nếu mà các bạn đọc cả bài nó rất cực kỳ là mất thời gian, nhưng mà cũng có những cái trường hợp là các bạn phải đọc hết. Trường hợp đấy là trường hợp như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ tách ra từng trường hợp nhé. Câu hỏi của dạng bài này thông thường sẽ là ví dụ như câu A này, là đâu là cái ý đúng của A và B, đúng không? Ý đúng của A và B thì nếu mà cái dạng cái câu hỏi nó kiểu kiểu là ý đúng của hai cái này á, thì các bạn bắt buộc là các bạn phải lướt cả hai phần. Kiểu gì thì kiểu các bạn cũng phải lướt cả hai phần, lướt thật nhanh cả hai phần. Và sau đấy với cái dạng ý đúng như thế này á, thì nếu mà mọi người muốn tiết kiệm thời gian hơn một chút nữa là các bạn đọc đáp án xong các bạn dò. Nhưng mà nếu mà các bạn không 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 biết là cái đáp án nó đang nằm ở chỗ nào ấy thì cái thời gian dò nó cũng mất quá tội thời gian rồi. Thế nên là với cái câu hỏi là đâu là ý đúng của cả hai cái này á thì bắt buộc là chúng ta phải đọc hết cả hai. Với cái dạng oái oăm như vậy thì phải đọc hết cả hai lướt. Còn nếu như câu hỏi thuộc cái dạng là đâu là cái điều mà cả A và B cùng đề cập này. Ví dụ như câu này, nó sẽ có những cái cách nói, cách thể hiện nó khác đi một chút. Ví dụ như là đâu là cái điều mà cả A và B cùng đề cập. Cái câu này nó hỏi lý do thôi, nhưng mà cô chỉ ngắt mình cái phần là điều mà cả A và B cùng đề cập này. Hoặc điểm chung giữa A và B là về cái gì này. Hoặc là A và B cùng nói về một cái điều gì. Tức là với cái dạng câu hỏi nó hỏi là điểm chung giữa hai cái A và B. Thì với cái câu đấy á, các bạn có thể, thứ nhất là các bạn đọc hết toàn bộ câu A để các bạn nắm được là cái ý nó đang nói về cái vấn đề như thế này. Sau đó thì các bạn quay lại với cái phần đáp án. Nếu như cái đáp án đó đúng với A thì đó sẽ là phần đúng. Bởi vì sao? Cái điểm chung thì nếu A có thì kiểu gì B cũng sẽ có. Đấy là cái cách đấy, với cái dạng câu hỏi chung, điểm chung nếu A có thì kiểu gì B cũng sẽ có. Còn với trường hợp mà nó hỏi là A nói như thế nào và B nói như thế nào thì thông thường ý, mẹo thôi, tức là một cái dạng mà kinh nghiệm thôi. Nếu mà nó hỏi là A và B tách nhau á thì đa phần thì nó sẽ không, cái câu trả lời á thì thường sẽ không nằm ở cái việc là A và B cùng chung, mà thường là A thì nói như thế này, ví dụ A thì tích cực còn B thì tiêu cực. Đó. Nói chung là cái dạng nó kiểu kiểu như vậy thôi. Các bạn nhớ này, một là đầu tiên chúng ta đọc câu hỏi, sau đấy chúng ta phải phân tích câu hỏi. Nếu như với dạng câu hỏi là hỏi A làm cái gì, A nêu ý kiến như thế nào, B nêu ý kiến như thế nào, hoặc là hỏi về cái sự khác biệt A và B ấy, hoặc là thì chúng ta phải chúng ta thường tập trung vào những cái câu mà nó nói là A thì như thế này còn B thì như cái kia. Còn nếu với cái dạng câu mà nó nói chung cả hai ý là A và B cũng ấy, thì thường nó sẽ không phải là đáp án. Và với cái dạng đấy thì chúng ta cũng phải tia lại xem là đọc lại cái phần cuối hoặc là một cái phần mấu chốt nào đó ở hai câu để chắc chắn cái phần đáp án của mình. Còn riêng với cái trường hợp mà người ta hỏi là điều nào ở cả A và B cùng đề cập đến thì các bạn đọc cho mình cái đoạn A trước. Sau đấy các bạn tia lại đáp án, nếu đáp án đúng với phần A thì các bạn chọn đáp án đấy nhá. Bởi vì nếu nó đã đúng với A rồi thì nó sẽ cùng đúng với B luôn. Ok, thế bây giờ nhá. Nhưng mà cái xác suất của nó ấy, xác suất cho những cái trường hợp này á thì nó sẽ là gì? Đáp án nó cũng biến thiên lắm, nhưng mà nếu mà các bạn gặp phải những cái trường hợp như thế thì các bạn có thể làm cách đấy giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian để chúng ta đọc cả hai phần.
Còn với cái trường hợp mà nó hỏi là cái nào cả A và B cùng đúng với cả A và B á, thì đa phần chúng ta phải đọc hết. Đó, thì bây giờ cái để làm sao để chúng ta tiết kiệm được nếu trong trường hợp chúng ta đọc hết, thì lúc đấy chúng ta bắt buộc phải lướt, chúng ta bắt buộc phải lướt ý và chúng ta phải nắm được cái ý. À, tóm lại là nó nói đến cái gì, đúng không? Thì bây giờ với cái dạng bài này, đây là cái bài nếu mà bạn nào mà bây giờ mới bắt đầu xem thì thường thì sẽ không hiểu bởi vì nó rất là dài. Thế nên mình mới phải post đề này cho các bạn từ trước để các bạn biết là các bạn xem qua, và đến bây giờ thì mình chỉ giảng lại cho các bạn hiểu là tại vì sao nó lại sai, tại vì sao con đấy lại sai và tại vì sao lại đúng, thế thôi. Và cái cách làm nó như thế nào thôi. Ví dụ với cái câu 1 này này, người ta hỏi là về A và B thì đâu là cái đúng, thì về cái dạng này thì kiểu gì cũng phải 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 đọc cả hai rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta cùng thử nhá, lướt nhanh thật nhanh ý này. Đây là cái bài câu A của chúng ta. Chúng ta ngắt ra chủ ngữ này. Chú sở và この小説で一つの実験を行った。Tác giả thì đã làm thực hiện một cái bài gì? Thí nghiệm, một cái cuộc thực nghiệm bằng cái cuốn tiểu thuyết này, với cuốn tiểu thuyết này. Thực nghiệm đó là gì? Đó là thay đổi cái, chúng ta có từ bương tai là cái thể của câu văn ra, thay đổi cái thể. Ví dụ chúng ta có thể must, thể this, thể must, thể do, các kiểu, để nó cái bương tai, cái thể. Và chúng ta đọc xem ở cái phần dưới này. 今までは日常生活から小説の世界へすっと入っていけるような親しみやすい文体を使っていた。今まではそういうような、やす親しみやすい文体を使っていた。thay đổi bằng cách như thế nào? Làm một cái cuộc thí nghiệm như thế nào? Như là mình sẽ dùng những cái thể mà nó rất là gần gũi, dễ gần, đúng không? Stasimia si. Ví dụ như là những cái thể mà nó từ trước đến giờ nó thường được xuất hiện, thường xuất hiện từ gì? Từ cuộc sống thường nhật và nó bước vào thế giới tiểu thuyết. Đó là dùng những cái thể thân thiện như vậy. Skashi kono sozetsu deva. Tuy nhiên ở trong cái cuốn tiểu thuyết này thì chúng ta có này, deva. Furuk te katai hyogen wo oku mochiru. Chữ này là chữ sử dụng đúng không? Mochiru. Mochi. Bu dai ga gen dai da ということを忘れさせるような雰囲気を作り上げている。Câu này nghĩa là gì? Tuy nhiên, thì cái phần đằng sau này sẽ là cái phần phản bác này. Tuy nhiên trong cái cuốn tiểu thuyết này thì chúng tôi đã sử dụng rất nhiều những cách cách diễn đạt mà cổ và cứng, furuk te katai. Và chúng tôi đã tạo nên một cái không khí, đúng không? Fuikyo tsukuri agete, đã tạo nên một cái không khí giống như là làm cho chúng ta quên được, quên quên cái việc gì? Làm cho chúng ta quên này. Wasure sasere, quên cái việc là butai ka gendai. Cái hiện butai chúng ta dùng với nghĩa là gì? Sân khấu này, đúng không? Ở đây là trong cái giống như kiểu là cái bối cảnh của cái cuốn tiểu thuyết sân khấu này thì đang là cái thời hiện đại. Làm cho chúng ta quên là bây giờ cái cuốn tiểu thuyết này nó đang là nằm ở thời hiện đại. Tức là bởi vì người ta dùng cái từ cổ và từ cứng, thế nên là nó sẽ quay về cái thời ngày xưa thôi, làm cho chúng ta quên được là cái bối cảnh của cái cuốn tiểu thuyết này đang là ở thời hiện đại. Đúng không? Kono ken, kono henka ni, đúng không? Trong cái sự thay đổi này thì có cái gì đó? Chúng ta lướt thật nhanh này. Trong cái sự thay đổi này thì có lẽ độc giả cũng rất là odoroku, có lẽ độc giả cũng rất là bất ngờ. Thế nhưng mà gì? Chúng ta có này. Chosa no monogatari o kumitateru shuban wa kawarazu dokusha o akisenai, akisasenai. Tức là ở chúng ta có từ shuban là cái khả năng của ai đó. Còn chúng ta có từ shuwansha thì nghĩa là người có năng lực. Cái khả năng của tác giả đó là cái khả năng sắp xếp, kumitate, lắp ghép, sắp xếp cái câu chuyện của tác giả thì không thay đổi và làm cho độc giả không biết chán, không cảm thấy chán. Akisasenai. Ô rồi đến cái đoạn này nói về văn học thì thường các bạn sẽ không hiểu được mấy đúng không? Khi mà những cái bài, đặc biệt là những cái bài nào mà nó thiên về những cái về văn học ấy, thường nó rất là khó hiểu, rất khó hiểu. Nhưng nôm na đại ý ở cái chỗ này á là trong cái cuốn tác giả đã làm một cái thí nghiệm, một cái cuộc thực nghiệm ở trong cái cuốn tiểu thuyết này. Tức là bây giờ ông ấy như thế nào? Từ trước đến giờ, im mà đệ, từ trước đến giờ thì ông ấy luôn dùng những cái thể văn rất là gần gũi, đúng không? Mà được chuyển thể từ cái cuộc sống sinh hoạt thường ngày bước vào thế giới tiểu thuyết.
Ông có thể đúng không? Bước vào thế giới tiểu thuyết. Nhưng mà bây giờ ông đã thay đổi cái thể nó đi, vương tay vào khay được. Và thay vì dùng những cái thông thường gần gũi như vậy thì ông ấy dùng những từ cổ và cứng. Thế nhưng mà điều này ấy, sự thay đổi này thì có lẽ là tác giả, những cái độc giả có lẽ là sẽ bất ngờ với cái sự thay đổi này. Kono henka ni dokusa wa odoroku kamoshirenai. Thế nhưng mà bằng cái tài năng, đúng không? Tài năng siêu vang, cái khả năng lắp ghép cái câu chuyện, sắp xếp câu chuyện của tác giả này không thay đổi. Và nó làm cho độc giả không biết chán, một cái dạng phê bình ấy. Không biết chán, người ta vẫn say sưa về nó. Thế là cái câu chuyện này làm sao? Chúng ta có cái phần sau này. Monogatari wa bunshou ga oku, kono isatsu de wakaru to omou wa nai. Cái câu chuyện này thì nó có nhiều cái đoạn văn bunshou ga oku. Mà cứ như thể là kanoyou na, mà cứ như thể là nó dự báo trước là sẽ tiếp tục. Thế nên là tôi không nghĩ là chỉ có một cuốn này mà sẽ kết thúc được, đúng không? Tôi không nghĩ là nó sẽ kết thúc chỉ trong một cái cuốn này. Người người đọc người ta vẫn cứ nghĩ là chắc là sẽ tiếp tục có những phần tiếp theo. Đó, tiếp tục này. Và người ta ôm những cái gì? Cái niềm mong chờ, đúng không? Niềm mong chờ về một cái cuốn tiếp theo, Jikai. Thế nhưng mà ippo de mặt khác thì tsuzuki ga denakute mo kamawanai, đúng không? Nakute mo kamawanai to mo. Mặt khác thì song song với đó thì người ta lại cũng nghĩ là gì? Thôi không cần tiếp tục cũng được. Không cần nối tiếp những cái tập sau cho cái cuốn tiểu thuyết này cũng được. Không vấn đề gì. Và câu chốt ở đây là gì? Độc giả có thể gì đó, chúng ta thân nhìn thấy này. Sore sore ga kanjita monogatari no owari o taijetsu ni suru. Độc giả cũng có thể tôn trọng, chúng ta có taijetsu ni suru là gì? Mình coi trọng, mình tôn trọng cái gì đó. Coi trọng cái kết của câu chuyện mà mỗi người có cái sự cảm nhận khác nhau, đúng không? Người thì muốn là như thế này vẫn chưa đủ, muốn tập tiếp theo. Người thì muốn là như thế này là đủ rồi, không cần tiếp theo cũng được. Đó, thì nói chung là cái này nó về văn học. Vậy thì chúng ta thử xem là cái nào đúng với cái A. Thế bây giờ các bạn nhìn nhá. Nếu như đọc mình cái A thì các bạn cũng có thể lọc được một số cái vấn đề rồi. Ví dụ như là cái câu 1 của chúng ta này. Cái A thì tập trung vào cái sự thay đổi của tác giả. A tập trung vào sự thay đổi của tác giả. Bây giờ chúng ta đọc cái A, thế nên là chúng ta chỉ lọc cái A xem cái nào đúng với cái A thôi, đúng không? Còn cái câu 2 này thì người ta nói là A, người ta hi hăng, đúng không? Phê phán cái việc là cái người A thì phê phán cái việc là tác giả vẫn chưa hoàn thành xong cái câu chuyện. Nhưng ở đây người ta không có cái sự phê phán ở đây, đúng không? Do vậy về cái câu 2 này này. Với câu 2 này thì sai đúng không? Không có phê phán, chúng ta loại được ngay. Còn câu thứ ba này. A thì giới thiệu cái bối cảnh thời đại của cuốn tiểu thuyết này, nhưng nó không giới thiệu, đúng không? Nó chỉ nói về cái việc là tác giả người đã làm một cái cuộc thử nghiệm, đấy là thay đổi cái thể của cái cuốn tiểu thuyết đấy, dùng cái từ cứng hơn và cũ hơn. Còn cái câu thứ tư thì chúng ta thấy là A thì giải thích về cái việc là kyori, cái khoảng cách, cái cự ly giữa tác giả và người đọc, nhưng ở đây cũng không giải thích. Do vậy chỉ cần đọc cái phần này thôi mà chúng ta đối ứng với cái cách nói của A ấy, thì chúng ta thấy là ngay là cái đáp án một là chính xác. Nó tập trung vào cái sự thay đổi của tác giả, và thay đổi này nằm ở là tác giả đã đổi cái bương tay, cái thể của câu văn đi, đúng không? Mà chúng ta không cần đọc cái phần B, chúng ta vẫn trả lời được với câu này. Với cái dạng là nó hỏi A hay B thì chúng ta chỉ cần một cái đáp án đúng thì cái đáp án sau sẽ thỏa mãn điều kiện, đúng không? Bởi vì ba cái câu kia thì đều sai hết rồi. Ok. Không, hôm nay không thấy mọi người comment đáp án rầm rộ giống mọi khi. Mọi khi thấy mọi người comment đáp án rất là rầm rộ. Mọi người có chọn đáp án là câu số 1 không? Đấy, thì với những cái dạng mà nó hỏi kiểu A hay B, cái nào đúng với A hay B như thế này á, thì nếu mà các bạn đọc mình A mà các bạn loại được những đáp án sai với A và chọn được lại chỉ còn đáp án đúng với A ấy, thì các bạn chọn ngay đáp án đấy. Bởi vì ba cái này đều sai với A thì đương nhiên cái thứ một đúng với A thì sẽ là đúng luôn với B. Đúng không nào? Khó khó, bởi vì là những cái dạng mà nó nói về văn học ấy thường là rất là khó.
mô tả hoặc là so sánh hoặc là về nói về văn học, bởi vì ý nghĩa của nó là những cái mà mang cái tính nó trừu tượng. Bản thân chúng ta cũng thế thôi, khi chúng ta đọc một cái tác phẩm văn học của Nhật ở Việt Nam chẳng hạn, có những khi mà ông ấy mô tả những cái gì chúng ta cũng không hiểu. Thế nên là cái việc mà chúng ta không hiểu cái nội dung là cái điều bình thường thôi, là chúng ta chỉ việc cần lọc lọc cái thông tin ý nó ra. Đấy, thì với cái dạng này các bạn đã nhìn cô làm cái phần này rồi đúng không? Là nếu mà chúng ta hỏi là cái điều nào đúng với A và B, thì các bạn đọc cái A mà các bạn thấy cái điều nào đúng với A mà chúng ta loại được hết những cái không đúng ra, chỉ còn một cái đúng thôi thì đương nhiên cái B sẽ đúng. Ok chưa? Thực ra cái dạng bài này á thì cái tỷ lệ mọi người làm đúng nó không được cao. Thứ nhất là bởi vì cái sự bắt buộc là chúng ta phải có cái mấu chốt đọc giữa hai phần này, rồi nó dài này, và thêm một cái nữa là đến cái đoạn cuối rồi mà khi mà làm đọc hiểu lúc đấy cái khả năng cái tính minh mẫn của chúng ta trong cái kỳ thi ấy, khi mà đến đoạn gần gần cuối rồi thì chúng ta cái đầu của chúng ta nó bị căng ấy, thì thông thường với những cái bài đọc hiểu cuối thì các bạn sẽ làm nó kém đi một chút. Tuy nhiên có một cái may mắn là cái phần cuối thì cái này nó cũng gần như là một cái dạng tìm thông tin thôi, nhưng mà khác với cái dạng tìm thông tin ở cái báo ở trước, đó là nó nhiều chữ hơn. Đấy, nó nhiều chữ hơn, và cái này chúng ta phải biết lọc cái nào là nó cái nào là A đang nói cái gì và B đang nói cái gì. Không thích làm câu này à, làm câu khác. Đấy. Ui, sao cái này nó lại bị chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Cái dạng này bởi vì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết nốt cái phần dạng bài sau. Y sao là bị mất cái mặt rồi. Mai không có đâu, bởi vì cũng là cuối rồi, mà đợt này thì cô cũng hơi bận một chút, thế nên là Mai sẽ không thể livestream với các bạn được. Cô đã thông báo là hôm nay chỉ có buổi cuối hôm nay thôi. Hôm nay thì sau khi mà làm xong cái phần đọc hiểu này thì còn những cái vấn đề nào cần phải giải đáp về đề thi, rồi những cái phần ngữ pháp hay là phần từ vựng thì chúng ta sẽ giải quyết nốt, chúng ta sẽ trao đổi với nhau tiếp. Không hiểu sao cái các bạn đợi một chút nhé. Sau đây các bạn cái này không hiểu sao nó đang chạy. Ok. Trời ơi, muốn cho học sinh nhìn cái mặt mình một tí mà cũng khó đấy, cái webcam nó cứ bị lệch sang một bên. Ok. Tiếp nha. Dù rất là khó khăn nhưng chúng ta sẽ cũng phải đi tiếp với con đường đấy, không còn sự lựa chọn nào khác. Với câu thứ hai này. Câu thứ hai người ta nói là A cũng mà B cũng cái gì gì đó, đúng không? Tại sao mà A và B cũng đều nói về cái gì? Cái chữ này, cái tập tiếp theo, đây là chữ biên. Chúng ta nhìn thấy cái chữ biên ở đây không? Biên trong ý nghĩa là biên tập ấy, hensu. Và ở đây thì cái từ của chúng ta nó là gì? Chokuhen. Chokuhen nghĩa là tiếp tục và ra những cái bản tiếp theo. Tại sao thì đều nói về cái việc đó? Thế thì chúng ta thấy là ở cái câu A ấy, người ta nói về cái việc ra cái bản tiếp theo là bởi vì sao nhỉ? Bởi vì là người ta cả bởi vì làm sao? Nó có nhiều những cái câu văn, nhiều những cái đoạn văn mà như thể là nó dự báo là sẽ còn tiếp tục. Đúng không? Ở A, ông A nói này, Kono monogatari wa tsuzuki o yokoku shiteru ka no yona bunshou ga oku. Có nhiều những cái câu, những cái đoạn ấy mà nó như thể là nó dự báo là sẽ có tiếp tục. Thế nên là mình không thể nghĩ là nó chỉ kết thúc trong một cái cuốn này thôi, kiểu gì cũng sẽ có cuốn tiếp theo. Đây là cái lý do là tại vì sao mà cái A nó lại đề cập đến việc là người ta sẽ biên tập tập tiếp, đúng không? Vậy thì bây giờ người ta hỏi là cả A và B, tại sao cả A và B lại cùng đề cập, cùng nói là gì? Cái cuốn tiểu thuyết này thì sẽ ra những cái tập tiếp theo. Vậy thì chúng ta
Rõ ràng là chúng ta đã biết được cái lý do của A rồi đúng không? Lý do của A ở đây là chúng ta thấy là ngay ở cái câu này đúng không? Có rất nhiều cái câu mà mình cứ như thể là Kanoyu nó cứ như thể là nó dự báo là sẽ tiếp tục. Thế nên là tôi không nghĩ được ở mùa này, tôi không thể nghĩ được là nó sẽ chỉ kết thúc trong chỉ một cái tập này thôi. Trong một tập sách này thôi. Đúng không? Vậy thì cái cảm giác khi mà mình đọc và mình thấy nó có những cái nó như kiểu là nó gợi mở cho mình như kiểu là vẫn còn tiếp tục nữa. Thế nên người ta cái câu A người ta mới đề cập một lý do là có thể là nó sẽ còn ra những tập tiếp theo đúng không nào? Thế thì ở đây nhá, một cái mẹo nữa cho các bạn là tại vì sao? A và B, A mộ, B mộ đúng không? Tại sao cả A và B cùng đề cập đến cái việc cùng nói về cái việc là sẽ ra tập tiếp theo của cuốn tiểu thuyết này? Nếu mà A mố mà B mố thì cả hai nó cùng giống nhau. Mà chúng ta đã tìm ra lý do ở cái câu A rồi thì đương nhiên là cái câu B nó cũng sẽ có cái lý do gần như vậy, đúng không nào? Ví dụ chúng ta cũng thử xem nhé. Với câu 1 này, câu 1 bởi vì Spice, cái công ty xuất bản thì giải thích rất là ai mai, giải thích rất là mập mờ về cái việc là biên tập tiếp theo. Nhưng cái này ở A người ta không nhắc đến, do vậy thì không thể chúng ta viện vào cái A mố B mố này, đúng không? Cả hai cái cùng giống nhau mà. Thế nên cái thông tin này không thể đúng được bởi vì A nó không nhắc đến cái việc này. Còn câu thứ hai chúng ta có là Yomi owatta to de itsubu no hanashi ga owatte nai to kanjiru kara. Bởi vì là sau khi mà mình đọc xong á, mình có cái cảm giác là một phần cái câu chuyện nó vẫn chưa kết thúc. Thì ở đây có đúng là cái cảm giác này không? Chúng ta thấy này, nó có nhiều những cái đoạn cái chương mà mình cảm giác như là thể là nó vẫn dự báo là sẽ tiếp tục. Đúng không? Chúng ta có Kanoyu là thể hiện như thể là ở đây chính là cái cảm giác đấy. Như thể là nó vẫn còn phần tiếp tục, tức là như thể là nó vẫn có một phần câu chuyện nó vẫn chưa xong đúng không? Thì chúng ta nghi ngờ ở cái phần đáp án này thì chúng ta thử xem với câu sau nhé. Câu thứ ba người ta nói là Sakuhin no saigo de chosha ga tsuzuki ga aru koto o shiraseteru kara. Bởi vì sau khi cuối cùng của cái tác phẩm này á, ở cái đoạn cuối của tác phẩm này thì tác giả có thông báo là sẽ có tập tiếp theo. Nhưng ở A nó không đề cập đến cái lý do đó, đúng không? Tác giả có nói vậy đâu. Còn cái câu thứ tư thì người ta nói là bởi vì tác giả này この著者が過去にも予告なく続編を出したことがあるから。Bởi vì ông tác giả này thì trước kia ấy, trong quá khứ cũng đã từng có một lần là gì? Ông ấy chẳng có dự báo gì, chẳng có thông báo gì trước mà ông ấy ra bản tiếp theo. Ở A nó cũng không đề cập đến cái thông tin này. Do vậy thì đáp án của chúng ta chỉ là câu số 2 thôi. Cảm giác. Đúng không? Thì với cái dạng mà nữa A cũng như vậy, B cũng như vậy thì chúng ta chỉ cần dựa vào một cái để chúng ta đưa ra cái phần đáp án thôi. Thì chúng ta tiết kiệm được cái thời gian là chúng ta đọc những cái này. Đúng không nào các bạn? Câu 2, có nhiều người chọn đáp án là câu 2 đúng rồi này. Bạn Thảo Nguyễn thì có câu hỏi là bị chi phối bởi câu tiếp theo của phần câu cô giải thích câu của A. Nếu mà không tiếp tục thì tôi nghĩ vẫn ok nên em không chọn đáp án. À, ở đây á thì chúng ta có này. Ở cái chỗ này mình gạch nhoe nhoét thì còn sợ các bạn có hiểu. Ở đây chúng ta có chữ ippo. Ippo là cái mặt khác của một vấn đề đúng không? Đúng không? Câu này là gì? Bắt đầu là tôi cái đoạn đầu á là cái câu chuyện này tôi không thể nào nghĩ là nó chỉ kết thúc trong một cuốn này thôi, chắc chắn là nó sẽ còn những cái phần tiếp theo nữa đúng không? Và cái sự mong chờ cái của cái cuốn tiếp theo thì vẫn là trong khi cái sự mong chờ nó vẫn là đầy ắp đấy, nhưng mà làm sao, nhưng mà mặt khác trái lại thì tôi cũng nghĩ là chắc là chỉ cần đến đây thôi. Tức là tác giả ở cái phần ông A này ông nghĩ về hai mặt, có thể ông nghĩ là ông nghĩ thêm một lần là chắc là kiểu gì sẽ còn tập tiếp theo, không thể như thế này được. Nhưng mà một mặt thì ông ấy cũng lại nghĩ, tức là hai cái cảm xúc đan xen trong trong lòng ông đấy, chứ đừng có bị chi phối quá bởi vì cái phần là đấy là hai cái lẫn lộn của ông đấy thôi. Hoàng Trần rằng kinh nghiệm của em sau khi livestream của cô là bài đọc dài cứ đọc kỹ đoạn A. Về cơ bản là cái kinh nghiệm là phần A là sẽ là cái phần mà
Bởi vì các bạn em thấy thế nào? Cả hai cái á, cho dù là nó khác nhau nhưng nó sẽ kiểu gì nó cũng sẽ hướng về cùng chung một cái vấn đề nào đó. Cùng chung một cái vấn đề nào đó, kiểu gì nó cũng sẽ có một cái điểm chung. Thế nên nếu mà bạn hiểu được kỹ A thì cái xác suất chọn của bạn cho những cái phần mà nó hỏi là cái điểm chung ấy, thì sẽ cao hơn. Còn nếu như mà trường hợp mà trời không hiểu cái này của mình nó bị làm sao? Trường hợp mà bạn cũng có những cái trường hợp là mình vẫn phải đọc thêm B. Bởi vì là nó hỏi tách biệt, nếu là nó nếu như với cái dạng câu hỏi là A thì như thế nào và B thì như thế nào ấy. Mà nó có những cái A, nó đưa ra những cái câu A mà mình có thể cả hai đáp án nó chọn đều đúng với A. Cái đọc kỹ đoạn A, B, B. Đúng rồi, B hay A thì đều đều được, không vấn đề gì cả. Thế nhưng mà cô đang nói nhấn mạnh cái ý là đối với trường hợp ấy, chẳng hạn như là với cái câu lúc nãy ở cái câu A đầu á, nếu như mà nó chọn chẳng hạn như với cái câu này nhá. Câu số 1 này này có một cái điểm lợi cho chúng ta là nó có cả ba cái phần này chúng ta đều có thể lọc được bởi vì nó đều sai với A. Nhưng giả dụ trong cái trường hợp mà nó chúng ta chỉ lọc được hai và có hai câu nó đều giống với A thì lúc đấy chúng ta lại phải buộc lòng là chúng ta phải đọc lại cái phần B để chúng ta hiểu rõ hơn. Đúng không? Thế nên là tùy vào cái tình huống. Với cái dạng bài này á, chỉ còn cái cách là tùy vào tình huống của chúng ta để chúng ta thông minh, chúng ta xử lý khéo nó để làm sao mà chúng ta tiết kiệm được thời gian tối đa nhất. Với những cái dạng mà nó hỏi cùng chung là A và B cùng nói về cái gì ấy thì các bạn chỉ cần đọc cái phần A cho mình thôi. Và sau đấy chúng ta lọc thông tin. Nhá. Ok, đấy là cái dạng bài so sánh. Cái này không phải là Fractal Thằng ơi, cái này không phải là Shinkansen Master đâu, mà Speed Độ Master N2. Cái này là trong cuốn Speed Độ Master N2, cái phần đề thi mẫu ở cuối quyển sách từ trang 102 đến trang 107. Ôi dồi ôi, cái webcam của mình chán đời quá. Mọi người đã ok cái phần này được chưa? Chặn qua cái vô cầm của mình. Nó bị sao nữa. Ok. Cái này là N2 nhỉ? Rồi, tiếp nhá. Để có nhanh cho các bạn. Còn một cái bài rất là oái oăm là cái bài dài như thế này nữa. Đó, với cái dạng dài như thế này thì phải làm thế nào? Đầu tiên là vẫn phải đọc câu hỏi, kiểu gì cũng phải vẫn phải đọc câu hỏi để lắp xem là cái tình huống nào và nó ở đang cái đoạn nào. Cái câu hỏi đầu tiên này, tác giả nói rằng con người khác với những cái động vật khác ở cái điểm nào, và cái điểm nào là mang tính quyết định để con người khác với cái tê đúng không, để con người khác với những động vật khác. Thì bây giờ chúng ta có từ ký ức là con người và động vật, và cái điểm quyết định để chúng ta khác với động vật là điểm nào. Đó, ví dụ trong một cái bài dài tràng logic sông Đại Hải thế này thì chúng ta phải tìm như thế nào, chúng ta phải tìm cái chỗ nào để chúng ta phân biệt là nó khác, ví dụ từ khác này hay là từ phân biệt này, tức là những cái từ đồng đồng nghĩa với từ together đấy, đúng không, kiểu gì nó cũng phải có thông tin trong bài. Nhưng mà bây giờ phải tìm là cái nào là cái điểm khác. Thì bây giờ nó cũng chúng ta sẽ tìm những cái từ keyword hay là trigger hoặc là gì cứ biết giữa, đúng không, những cái từ ví dụ khác này, phân biệt này, điểm để chúng ta phân biệt với loài động vật này, những cái từ tựa tựa như thế. Thì với cái này á, ban đầu nó sẽ không biết nó ở đâu thì chúng ta nhìn đánh tia các cái từ này, đánh tia thật nhanh xem là có cái từ đấy hay không. Bây giờ lúc mà các bạn đọc lướt ấy, thì các bạn đừng dịch, các bạn chỉ nhìn xem có từ đấy hay không thôi, đúng không. Này các bạn nhìn này, không có từ gì so sánh đúng không, không có từ gì mà nói là khác hay là phân biệt này. Rồi chúng ta có ngay ở câu thứ ba này, ikotonaru, chúng ta có này, con người khác với cái điểm khác với động vật, đó chính là cái điểm mà chúng ta gì có thể tiến hành một cái sinh hoạt theo tập thể gọi là xã hội đó. Thế nhưng mà đằng sau nó lại còn có gã nữa đúng không, gã ở đây thì chúng ta làm sao,
Chúng ta thấy nhưng mà đằng sau này người ta thấy là, nhưng mà cái điều này thì không chỉ có khỉ hay là gì, voi hay là các cái loài chim đi chăng, không chỉ đấy mà những cái loài khác thì nó cũng có kiểu như vậy. Thế nên là không phải, đúng không? Vậy thì chúng ta này, cái chỗ này là không phải thông tin rồi. Wakiniwa ikimasen, là không thể nói cái này là để phân biệt với người động vật được. Rồi lúc đấy thì vẫn không phải rồi. Thế bây giờ chúng ta lại cũng xem này, ta phải lướt tiếp đúng không? À, lướt tiếp thì chúng ta thấy như thế nào? Ở cái phần sau này, chúng ta có chữ say, là cái là chênh lệch khác biệt, cũng không phải không hoàn toàn không có sự chênh biệt nào đúng không? Chúng ta lại lướt tiếp này, không thấy cái sự khác biệt nào đúng không? Không nhìn thấy đúng không? Hoàn toàn không thấy. Đây, rồi, đến phần này thì chúng ta mới tìm ra cái từ của chúng ta. Đúng không? Đó, thế với cái bài dài như thế này á, khi đọc lướt á, thì đừng có dịch. Đúng không? Đầu tiên là phải cái câu hỏi nó, rồi chúng ta bắt cái từ ấy. Ví dụ cái từ khác, khác mà mang tính quyết định thì phải tìm những cái ví dụ, có thể là nó sẽ có đúng từ đấy và có thể là nó sẽ là những cái từ gần gần nghĩa như thế. Thì chúng ta lúc mà chúng ta lướt ấy, lướt mà đã dịch ra thì không gọi là lướt, lúc đấy thì cũng mất công thời gian dịch rồi, thì chỉ lướt tìm từ thôi đúng không? Các bạn tìm từ chỗ này thì các bạn thấy nhưng lại là không phải đúng không? Nhưng lại lại không phải. Thế rồi các bạn vẫn cứ lướt tiếp, kiểu gì nó cũng sẽ có đoạn nói về cái đấy. Thế thì đến cái đoạn này thì chúng ta thấy là cô tổ cô sổ gà sto gà hô ca nô đô bứt tổ kết tích tích này cô tổ nào được tên đấy. Đây, chính cái gì gì đó là cái điểm quyết định đúng không? Khiến là gì? Con người khác với những động vật khác. Thì cái điểm đấy là gì? Oya no mendo o miru koto koso ga. Mendo đây là gì các bạn có biết không? Úi dồi, phát tổ rằng cô không thể sửa sửa hết đề của cuốn đấy được đâu. Các bạn đã có ngay đáp án rồi à? Rồi các bạn thật là giỏi. Mendo. Mendo là phiền phức, phiền hà đúng không? Còn Mendo là một danh từ thì chúng ta có từ Mendo miru. Trông coi, chăm sóc, ví dụ là nhờ bố mẹ trông con hộ chẳng hạn. À, thì đây cái điểm khác biệt ở đây thì chúng ta đã tìm ra được đáp án là gì? Đi bộ mà hai chân không phải này. Dùng từ lời nói này, dùng dụng cụ này, phải không? Đây chỉ là gì? Cho bố mẹ ăn cơm, đúng không? Là điểm khác biệt đấy là gì? Chính là gì? Mình quan tâm chăm sóc đến bố mẹ. Oya no mendo miru koto koso ga. Thì các bạn tìm được ra cái từ keyword là các bạn tìm được đáp án. Với cái này mà ai mà đấy, các bạn làm theo cái kiểu đấy, chứ còn nếu mà các bạn cứ dịch chỗ này, dịch chỗ này, chả thấy nó ở đâu cả. Dịch dịch chả thấy nó ở đâu cả. Mai rồi mới đến đây. Thế nên là tìm xong rồi tìm keyword xong rồi tìm từ thôi nhá, tìm từ thôi. Chưa có dịch vội. Được chưa? Ok chưa các đồng chí? Đây là dạng dài nhá. Ok, câu thứ hai này. Câu thứ hai là cái gạch chân ở trong bài. Câu thứ hai là gạch chân trong bài thì chúng ta có từ cô kê sợ. Cô kê sợ là gì nhỉ? Cô kê sợ to wa nani to nani wo sashiteru ka. Trong bài này có một cái đoạn là như thế này, vậy thì nó chỉ cái gì với cái gì? Đây. Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải đọc cái câu đấy đã đúng không? Tsumari. Thì bây giờ dịch xem cô kê sợ là gì? Kukesa. Người kế thừa đúng không? Ui, đồng chí nào mà đã có câu 17 luôn rồi. Chắc là đang cầm sách, vừa cầm sách vừa dịch luôn đúng không? Chúng ta dịch cái câu này nè. Niyotte. Đúng không? Nhờ vào cái sự phát triển và sử dụng cái dụng cụ mà con người, đúng không? Mà con người có thể gì để đó.
mà con người có thể sản xuất thừa thãi, yếu thừa hơn so với cái mà con người có thể là sinh hoạt được. Ngoại trừ cái gì? Ngoại trừ người sản xuất và người kế thừa, Igaemo. Ngoại trừ cái người đấy thì người ta cũng có thể sản xuất được hết ra hết. Chúng là gì? Roshi ta chi ga seisun dekita wake desu. Và làm sao? Và bố mẹ, những cái ông kiểu như là tầng lớp già, bố mẹ của chúng ta ấy, ông bà của chúng ta ấy, thì có thể gì? Sinh tồn được. Vậy thì bây giờ người ta đang nói đến cái người kế thừa và người sản xuất là như thế nào nhỉ? Đang nói đến con cháu đúng không? Con cháu. Thì chúng ta dựa vào câu nào để chúng ta làm cái này? Chúng ta có này. Chúng ta có từ ở đây là gì nhỉ? Các bạn sẽ dựa vào đâu để các bạn chọn cái này? Ví dụ chúng ta thứ nhất là chúng ta có từ Roshi. Chúng ta phải phân biệt ở đây là Seisan-sa là cái người sản xuất ở đây là gì? Và người kế thừa ở đây là ai? Đúng không? Người sản xuất ở đây là ai và người kế thừa tức là người tạo ra, đúng không? Người tạo ra là ai và người kế thừa là ai? Thì với cái dạng này á, chúng ta thấy là chúng ta có là những cái câu như thế nào, chúng ta sẽ cùng lọc nhé. Đầu tiên này, Roshin, người sinh ra đấy. Thì bây giờ nhá, chúng ta có này, ông bà bố mẹ và con, rồi con của những cái người xưa, ông bà bố mẹ và cháu, rồi gì nữa? Anh em thì không thể là người kế thừa được, người đúng không? Vậy thì chỉ có là gì? Những cái thế hệ là gì? Bố mẹ rồi đến con, nhưng mà phải còn những cái người kế tục đằng sau nữa, đúng không? Thì sẽ là cháu, và đáp án của chúng ta đây là câu thứ hai. Có những cái dạng câu mà chúng ta không cần đọc cái phần đoạn trong đấy, mà chúng ta có thể suy luận từ cái ý nghĩa của nó, đúng không? Ides có những câu còn lại của ok. Rồi tiếp nha. Cái xã hội mà tác giả cho là xã hội lý tưởng thì nó là xã hội như thế nào? Chúng ta gặp cái từ lý tưởng. Lý tưởng thì chắc là một cái xã hội tốt đẹp gì đó, đúng không? Hoặc là xã hội lý tưởng, xã hội trong mơ hay gì gì đó, đúng không? Nhưng mà với kinh nghiệm nhé, khi mà các bạn là đã đọc đến được câu thứ hai, câu thứ ba rồi thì các bạn chỉ đọc cái phần còn lại thôi, đừng có lật ngược lên làm gì cả. Bởi vì cái câu hỏi của người ta cũng sẽ theo một cái mạch mạch bài của chúng ta. Đa phần là nó cũng sẽ theo một cái mạch. Thế nên là với câu cuối thì chúng ta đọc cái phần cuối này thôi nhá. Và nếu mà các bạn cũng làm lại cái thuật ngữ là ti ấy, những cái xã hội tốt đẹp hoặc như thế nào đó ấy, thì chúng ta cũng sẽ có nhìn thấy những cái từ ví dụ như là gì? Không có từ gì này. Không có đúng không? Rồi. Chính cái xã hội này thì là yume no sakai nano ka. Đó là xã hội trong mơ. Xã hội trong mơ. Rồi, tiếp về tôi lại tin tưởng vào một cái điều gì đó. Yutakana sakai to wa kono yume ga jitsugen shita sakai no koto da to watashi wa kakushin shite imasu. Một cái xã hội giàu có chính là một cái xã hội mà tôi tin chắc là xã hội mà chúng ta có thể thực hiện cái ước mơ này. Và ước mơ này là ước mơ gì? Ước mơ là chúng ta sinh đưa loài người có thể gì? Nagane, đúng không? Nagane motomete kita là cái ước mơ mà con người đã mong muốn từ rất là lâu. Và xã hội đấy là xã hội gì? Chúng ta xem ở đằng trên này. Cứ ngắt nhỏ nó ra. Kono youna rikai ni tatsu to, iwayuru seisan no noryoku ga nai hito ga toboshi hito ga kuraseru sakai kosho. Cái xã hội mà chúng ta đứng trên cái sự hiểu biết như thế này, hiểu rõ về cái những cái điều như thế này, chắc là cái phần trên thôi. Hay nói cách khác là cái xã hội mà những cái con đúng không, không có những cái người mà gì có cái năng lực sản xuất kém này, hoặc là không còn những cái người gì, những cái người nghèo thì cũng có thể là gì sinh sống được đó, thì là những cái xã hội lý tưởng. Đó là cái xã hội mà con người luôn mơ ước từ lâu, và đối với ông ấy cái xã hội lý tưởng là xã hội được thực hiện cái ước mơ đấy, đúng không? Đã hiểu được cái phần này chưa?
Câu 1 này là xã hội coi trọng người già. Ở đây người ta không có nói đến cái việc là coi trọng người già, mà làm sao người ta nói đến cái việc là những cái người mà không có cái năng lực sản xuất, người ta không làm được, không tạo ra của cải, hoặc là những người nghèo người ta vẫn có thể sống được. Tức là cái xã hội đấy là xã hội trong mơ mà con người, loài người mong muốn từ rất là lâu. Người không thể sản xuất được, người tàn tật như thế nào đó, hoặc người nghèo người ta vẫn có thể sống được, chứ không chỉ mình người giàu. Và tôi chắc chắn rằng một xã hội giàu có là xã hội mà thực hiện được ước mơ đó, là thực hiện ước mơ là những người không sản xuất được, những người nghèo vẫn có thể sống được, đúng không nào? Chứ ở đây người ta không nói đến việc là người giàu, à người già, không có coi trọng người già, đúng không? Vậy thì câu 1 không đúng rồi này. Câu thứ hai là xã hội mà chúng ta khỏe mạnh và sống lâu, thì cái câu này là có thể là các bạn bị nhầm với cái chỗ này là Nagane, Nagane, đúng không? Motomete là cái ước mơ mà chúng ta đã mong muốn, yêu cầu loài người đã mong muốn từ lâu, chứ không phải là người ta muốn sống lâu. Vậy thì câu 2 không đúng. Còn cái câu 3 là xã hội mà những cái người già, nó bậc cha mẹ, ông bà có thể sống cùng với con cái, làm việc cùng với con cái, thì câu này cũng không có. Đáp án của chúng ta là những người không thể làm việc được, tức là những người xe sang nô điêu cửa này, không có cái năng lực sản xuất, đúng không? Những người không có cái năng lực sản xuất thì cũng có thể sống được. Và đáp án là câu thứ tư. Thì các bạn thấy là nó khá là nhẹ nhàng, đúng không? Chúng ta không phải đọc cả cái phần này làm gì cả. Thế là chúng ta đã tiết kiệm được cả một cái quãng thời gian để chúng ta đọc cái phần trên này. Thế nên là cái việc đọc hiểu ấy, thì nó, mình đã nói tới các bạn ấy, là nó phụ thuộc vào rất rất nhiều kỹ năng. Thứ nhất là từ vựng, thứ hai là những cái liên kết câu, và thứ ba là cái khả năng mà chúng ta xử lý với những cái chúng ta bắt từ keyword và chúng ta tìm nó nằm ở cái vị trí nào, để chúng ta tìm đúng cái vị trí cần. Còn nếu bạn không tìm đúng thì bạn sẽ bị mất rất nhiều thời gian cho cái việc đọc những cái thông tin thừa. Đọc những thông tin thừa khiến cho bạn bị mất thời gian cho những bài sau, và bạn không thể hoàn thành được cái bài đọc hiểu. Các bạn nhớ nhé, cái quan trọng vẫn là cái kỹ năng để chúng ta xử lý xem là với câu hỏi đấy thì từ keyword, từ chìa khóa của chúng ta sẽ nằm ở đâu, và chúng ta tìm xoay quanh cái đấy thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ ra câu. Còn đương nhiên là không phải 100% những cái bí quyết hay tất cả những cái kỹ năng ấy không phải 100% đều đúng. Bởi vì cái việc mà ra đề là người khác ra đề và chúng ta là người hoàn toàn bị động. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải có những cái biện pháp, phải có những cái kỹ năng xử lý để đối ứng với cái tình huống đó, tức là đối ứng với từng cái dạng đề, đúng không? Đấy, thì có những cái dạng đề là chúng ta chỉ cần bắt keyword, mà đa phần nó là bắt keyword. Nhưng cũng có những cái dạng đề mà chúng ta phải đọc dài mãi chúng ta mới ra. Thì cái đấy là chúng ta không có cách nào khác, chúng ta phải ứng với từng tình huống như vậy. Còn với những cái từ mà bản thân cái câu hỏi của nó đã có từ keyword rồi á, thì chúng ta chỉ tìm những cái chỗ nào nó nằm bám với cái từ đấy thì chúng ta đặt ra câu hỏi thôi, tìm ra cái câu hỏi trả lời thôi. Ok, đấy là một cái ví dụ cho cái đề dài. Bây giờ nhá, còn một cái dạng cuối nữa. Thực ra dạng cuối này là cái dạng tìm thông tin, là một cái dạng cực kỳ dễ ăn điểm. Bởi vì nếu như cái dạng trước là các bạn sợ, một là các bạn không đọc hiểu được từ, không đọc hiểu được cái nội dung, thì cái dạng này á, nó chỉ có việc là chúng ta tìm thông tin thôi, tìm thông tin. Vậy thì chúng ta sẽ phải tìm như thế nào? Phải tìm như thế nào, đúng không? Đầu tiên là chúng ta cũng phải đọc đề. Và chúng ta xác định là cái đề bài này ra người ta yêu cầu cái gì, đúng không? Đề bài này ra người ta yêu cầu cái gì để chúng ta tìm đúng cái chỗ nào chúng ta tìm. Ở đây thì cái câu 1 này, người ta, các bạn nhìn thế này mà các bạn đọc cả một cái bài này, chắc là các bạn ngất luôn. Các bạn phải tìm thôi. Không làm sao đủ thời gian để làm trong vòng 2-3 phút một cái bài như thế này mà chúng ta đọc hết được, đúng không? Và yêu cầu người ta cũng chỉ là tìm kiếm thông tin thôi, nên chúng ta phải tìm. Câu hỏi của chúng ta ở đây là đâu là cái mà người ta không có cái tác phẩm của tác giả Nhật Bản nhá. Keyword là không có tác phẩm của tác giả Nhật Bản, chỗ nào liên quan đến Nihon hay là đấy thì gạch luôn, cái không có nhé. Thì bây giờ chúng ta cùng xem này, với một cái bảng thông báo ở cái bảo tàng mỹ thuật như thế này, cái phần trên là thời gian này, phần dưới là cái tên nó, còn phần những cái này là những cái gì, người hợp tác rồi hậu trường, ai là người ủng hộ cổ vũ rồi hỗ trợ đấy, đấy đúng không?
Thì chúng ta để muốn biết là nó có tác giả Nhật Bản hay không thì chúng ta phải đọc ở cái cục này, đúng không? Cục giữa này là cái thông tin. Thì bây giờ nhá, các bạn cũng không cần phải dịch hết, các bạn chỉ tìm từ cho mình thôi. Các bạn chỉ tìm từ, đúng nào? Các bạn chỉ tìm từ thôi. Ví dụ tên của chúng ta ở đây. Thì tên giờ chúng ta nhìn nhá. Rồi, các bạn nhìn xem chỗ này có cái từ nào mà liên quan đến Nihon không? Không, đúng không? Chúng ta thấy này, tác giả này, ở đây là nhóm những cái tác giả về văn học thiếu nhi, Jido, nhi đồng á, đúng không? Nhóm tác giả về văn học nhi đồng này. Rồi chúng ta thấy nữa là gì? Không thấy đúng không? Hoàn toàn không. Có thể nó sẽ là đáp án của chúng ta. Rồi chúng ta tia sang cái thứ hai. Cái thứ hai ở đây là chúng ta có là gì? Đặc trưng của cái tác phẩm này là gì đó. Rồi cứ các bạn cứ tia tiếp đi. Các bạn có nhìn thấy ở cái phần thứ hai có cái từ là gì? Nhật Bản không? Dưới này đấy nhá. Dưới này đấy này. Đây. Đúng không? Đây là những cái tác giả mà vẽ cái những cái cuốn sách mà sách tranh ấy là của Nhật, của Pháp. Đúng không? Pháp này, đúng không? Rồi, phần dưới này có thấy không? Đây, giới thiệu những cái tác phẩm của những cái họa sĩ hiện đại Gendai Nogaka nhé. Rồi, tiếp tìm sang cái bên này. Tìm sang bên này xem có thấy không? Tia nhanh nào, chỉ tìm từ thôi nhá, không đọc. Rồi, ở đây chúng ta nhìn thấy này. Tên của một ông này, theo cái phong cách gì đó, cảm nhận theo phong cách gì đó, cao nguyên gì đó, đúng không? Đấy, mình cứ để như thế này cho các bạn tìm nhá. Các bạn tìm từ thôi, chỉ đơn giản là các bạn tìm từ thôi. Câu hỏi của người ta là cái nào mà không có đây này. Quay lại câu hỏi một lần nữa nhá. Này. Cái nào cái tác đâu là cái tác phẩm không có cái tác phẩm của những cái tác giả Nhật Bản. Đúng không? Rồi, đây là những cái triển lãm gì đó tháng 4 này, tháng 4, tháng 6, tháng 8. Thì bây giờ ngắt lên nhá. N3, N3 hôm kia rồi em ạ. Hôm nay thì chỉ chuyên N2 thôi. Em mà lượng Adati em có thể xem lại các cái video hôm vừa rồi của livestream N3 ở trên kênh YouTube đấy. Đã ra đáp án chưa? Câu này để cho các bạn tự tìm, không biết là có tìm được ra không đây. Nay cô cửa trong nước. Không phải của Nhật Bản là của rồi. Bây giờ nhá. Các bạn đã làm được rồi đúng không? Các bạn đã làm được là các bạn thấy là cái này nó ghi dành dành là những cái nhóm những cái tác giả về những cái sách truyện tranh của Pháp đúng không? Thì nó có của Nhật Bản không? Không đúng không? Hoàn toàn không có. Còn là cái phần này này.
Phần này á thì chúng ta thấy là gì? Với cái tầm từ tháng 5 đến cho đến tháng 7 thì chúng ta thấy là gì? Kikakuran này. Phần thứ hai thì chúng ta thấy ở đây là gì? Ê, những cái từ này, cái đặc trưng của tác phẩm của Ayumi. Thì đây này, đây là cái tên của nó đúng không? Tên này đúng không? Đặc trưng của tác phẩm này là nó thể hiện những cái gì gì đó, rồi là sự tràn ngập cái thời tiết, rồi Sehikan. Cái phần này có nói đến thông tin này không? Nó chỉ giới thiệu tác phẩm của những cái tác giả hiện đại thôi đúng không? Đúng không? Vậy thì chúng ta cùng lọc nhé. Bây giờ chúng ta cùng lọc này. Không biết các bạn đã ra đáp án chưa? Những cái buổi triển lãm tên gì? Trưng bày thông thường, bình thường vào tháng 4. Thì bây giờ nhá, chúng ta thấy này, cái khoảng tháng 4 nó sẽ là khoảng từ tháng đây đúng không? Là cái buổi thông thường này, đúng không? Cái buổi thông thường này thì là cái triển lãm thông thường này thì nó làm sao? Ở trên này chúng ta thấy vẫn thấy là như thế nào nhỉ? Cái tên của nó ấy, ở đây là Ayumi, Ayumi và văn học. Chúng ta thấy là Ayumi là một cái tên mà khiến là chúng ta thường nhớ về, không thể quên được cái hồi còn nhỏ của cái gì gì đó đúng không? Rồi vẽ nên một cái bức tranh là đấy. Sakuhin wo kaki agete kimashita. Thì cái Ayumi này á là tên của cái tác giả này đúng không? Ayumi và Atatakai masazashi to kodomo no kokoro wo tsune ni wasurezu sakuhin wo, đúng không? Egaki agete kimashita, đã hoàn thành cái tác phẩm. Vậy thì cái Ayumi này là tên của người Nhật, nó là tác giả người Nhật rồi, đúng không? Vậy cái thứ 4 mà là tháng 4 mà cho cái Chūjō thì là không phải rồi. Đúng không? Rồi bây giờ cũng là trong tháng 4 nhưng mà nó lại của Kikakuran, đúng không? Thì ở đây thì nó chỉ có nói đến là Pháp thôi. Do vậy thì chỉ có mỗi cái Pháp này là không có tác giả Nhật Bản. Nếu như chỉ có mỗi một cái mà đúng là không có tác giả Nhật Bản thì chúng ta tìm được ngay là đáp án là câu thứ hai rồi. Đúng không? Bởi vì nó thỏa mãn ngay cái điều kiện này rồi. Thì những cái khác đương nhiên là nó sẽ bị sai. Ví dụ như cái này là cũng nói đến Ayumi này. Cái này cũng nói đến Ayumi, đúng không? Ayumi các bạn hiểu đây là cái tên đấy. Tên của tác giả ông ấy, bởi vì là nó có cái câu là gì? Đã hoàn thành, đúng không? Đã hoàn thành cái, đã vẽ được cái tác phẩm này mà ông quên cái gì gì đó, đúng không? Thì đây là cái tên của cái người người Nhật. Còn cái phần dưới này các bạn tìm được ngay, nó sẽ có hai loại trưng bày, là loại trưng bày của cái Josetsu tên, đó là cái Chūjō đấy. Cái Chūjō ở cái câu thứ hai, còn cái là Kikaku. Do vậy đáp án của chúng ta là câu thứ hai nhé. Ok. Tiếp câu thứ hai này. Tức là người ta muốn đến thăm cái bảo tàng mỹ thuật này vào một cái sự kiện của trường học ở đấy, Gyoji Toshite. Vậy đầu tiên người ta phải làm nào? Thế bây giờ với cái câu hỏi này, chúng ta phải đọc cái phần dưới này là những cái thủ tục để làm thế nào mà chúng ta tham quan được đúng không? Nhưng mà tham quan với tư cách là một cái sự kiện của trường. Ideska. Thế bây giờ là chúng ta phải nói là cái chi tiết của này này, chúng ta phải đọc cái phần đuôi này. Thì các bạn hãy xem ở cái trang web này, rồi download file gì đó dự định xem này. Rồi ở dưới này. Trường hợp mà đến Kuraikang no bai thì bạn, trường hợp mà đến thì với cái tư cách là gì? Để Kenshu là nghiên cứu này, hoặc là đến xem đấy, thì chúng tôi sẽ gì, nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thế nên là đầu tiên các bạn phải mail này, hoặc là gửi fax, hãy trao đổi qua mail hoặc fax. Còn chúng tôi sẽ không trao đổi qua điện thoại. Quên điều kudasai, đúng không nào? Đó, thì đây là cái cách để chúng ta đặt rồi đúng không? Vậy đi, chúng ta sẽ cùng xem ở dưới nhé. Điện thoại là sai rồi này, đúng không? Email, ok. Gửi qua đường bưu điện, không có thông tin. Nhập cái vào cái bản đăng ký ở trên homepage cũng không có thông tin. Và đáp án của chúng ta đây là ni bằng. Đúng không cả nhà? Ok, rất là nhanh đúng không?
Thế thì bây giờ với cái câu này thì các bạn chốt lại vấn đề là như thế nào? Tìm nhá, chỉ tìm, tìm và tìm thông tin. Nếu mà cái trường hợp bị bách giống như cái câu lúc nãy thì các bạn lọc. Vậy thì trong cái bài này chúng ta đã cùng chữa ba cái dạng đề. Thứ nhất là dạng câu dài này. Thứ hai là dạng nhất là dạng câu dài, và thứ hai là dạng câu so sánh, đúng không? Và thứ ba là tìm kiếm thông tin. Ok. Đấy thì trong buổi hôm nay chúng ta đã cùng xử lý ba cái phần đọc hiểu này. Thì coi như là chốt của cái bài đọc hiểu. Nếu mà các bạn xem tiếp xem lại những cái phần mà mình chữa với bài đọc hiểu ngắn thì các bạn có thể hiểu được nhiều hơn. Đấy thì bây giờ cái phần còn lại thì mình muốn dành thời gian để chúng ta có thể trao đổi những cái phần mà các bạn muốn trao đổi về cái kỳ thi, hoặc là chúng ta cần lưu ý những cái gì khi thi, hoặc là các bạn đang bị rắc rối vướng mắc ở cái điểm nào đấy. Bởi vì là từ giờ đến hôm thi thì chắc chắn là sẽ không không có buổi livestream dành cho N2 nào nữa. Chỉ có riêng cái buổi hôm nay thì là có những cái livestream dành cho các bạn ở lớp N2 thôi. Đang học N2. Ồ, của mẹ. Đấy, thì mọi người どんどん comment してください. Có câu hỏi gì hoặc có thắc mắc gì không? Bởi vì thực tế cũng xin lỗi các bạn một cái vấn đề nó cũng tế nhị như thế này. Thực tế thì cũng có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình những chỗ này chỗ kia, nó rất là nhỏ nhặt thôi. Thì thực ra thì mình cũng rất là muốn trả lời các bạn nhiều, nhưng mà bởi vì là thời gian cũng không cho phép. Gần như là mình ban ngày thì mình để máy tính là coi như là mình online đấy, nhưng mà thực ra là mình không có ngồi đấy. Lúc thì phải quay video cho cái lớp học online, lúc thì phải dạy ở cái lớp trực tiếp, thế nên là gần như là mình cũng không có thời gian để mình trả lời cho các bạn được kỹ càng. Thế nên là nhân cái buổi hôm nay trong lúc mà chúng ta livestream trực tiếp như thế này, thì nếu mà các bạn có một cái câu hỏi gì đấy thì các bạn chúng ta sẽ cùng mình có một cái gì đấy hay hay, hoặc các bạn có một cái gì đấy hay hay, các bạn sẽ cùng chia sẻ với nhau. Tất nhiên là không hẳn là cái cách của người này sẽ đúng và cách của mình sẽ là đúng nhất, nhưng mà nếu mà chúng ta có thể áp dụng được một cái gì đó trong kỳ thi thì đó là một cái điều tốt. Nguyễn Trinh Sảng có hỏi là cách phân bổ thời gian khi thi. Thực ra ấy, thi của chúng ta thì nó sẽ có khoảng tầm 105 phút cho cái phần đầu, đúng không các bạn? 105 phút. Do vậy ấy, thì các bạn thứ nhất là các bạn phân bố cái thời gian cho cái phần từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu, thì các bạn phải cố làm càng nhanh càng sớm, càng nhanh càng tốt. Tức là với một cái thời gian cho cái phần từ vựng đọc hiểu ấy, người nào siêu thì tiết kiệm, siêu tiết kiệm ấy, thì các bạn chỉ cần phân bổ nó trong cái khoảng tầm từ 20 phút thôi. Tức là đừng có bị lan man quá nhiều vào cái phần đấy. Nếu mà chúng ta thi N3 ấy, thì chúng ta được ngắt ra giữa cái phần từ vựng, chữ Hán và phần ngữ pháp đọc hiểu thì chúng ta được ngắt ra. Nhưng ở cái lớp N3 thì ở cái phần đề thi N2 thì các bạn không được ngắt ra. Thế nên các bạn cố gắng là khi mà các bạn nhận được cái đề ấy, thì các bạn làm sớm nhất có thể cái phần từ vựng và ngữ pháp cho mình. Sau đấy thì các bạn dành nhiều thời gian cho cái, khi đấy thì các bạn có thể dành nhiều thời gian cho cái phần đọc hiểu. Với đọc hiểu ấy thì có một lời khuyên như thế này, mình cũng đã từng nói rồi. Đó chính là các bạn đọc câu nào thì các bạn phải chắc cái phần đúng của cái câu đấy. Trong một bài đọc hiểu thì thông thường sẽ có bốn đáp án, các bạn sẽ có hai đáp án mà các bạn loại được ngay. Bao giờ cũng sẽ có hai đáp án mà các bạn nhìn thấy vô lý và các bạn loại được ngay. Nhưng kiểu gì cũng sẽ có hai đáp án khiến các bạn băn khoăn. Thế nên là thường các bạn sẽ bị sai 50-50 trong hai đáp án này. Do vậy chúng ta thứ nhất là các bạn phải lọc được, các bạn phải biết loại trừ đáp án. Có những người đọc thì hiểu, nhưng mà tất nhiên là mình chỉ đọc hiểu ở một cái mức độ loáng thoáng nào đấy thôi. Nhưng mà đến khi mà mình trả lời câu hỏi á, thì mình không có cái khả năng suy luận cái đáp án, không có cái khả năng phân tích là cái này sẽ bị sai vì cái lý do gì. Thế nên là thường các bạn bị sai và bị chết ngay ở cái phần là gì? Chọn đáp án. Với cái hai đáp án mà các bạn phân vân ấy, các bạn phải tìm ra một cái điểm thuyết phục nào đấy, một cái lý do nào đấy khiến cho cái một cái đáp án đấy bị sai. Thế nên là khi mà làm đọc hiểu ạ, làm câu nào phải chắc câu đấy, cố gắng không được làm nhanh và bị làm phân vân giữa hai đáp án mà mình chọn vừa cái phần nào đó. Các bạn làm chắc và các bạn làm đúng thì sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cái việc các bạn làm giữa, đúng không? Chúng ta có bốn đáp án mà chọn được hai cái kia rồi còn hai cái ai mai thì là bị nhầm giữa hai cái ai mai đấy, thì lại còn tệ hơn là cái việc là chúng ta không thể làm chắc được câu nào cả.
em sợ phần điền vào đoạn văn ạ, thuộc phần ngữ pháp với cô. Một cái phần điền vào đoạn văn, phần điền vào đoạn văn ấy thực ra thì nó là cái phần mà đối với mọi người thì nó khó, thực sự là nó khó. Bởi vì như thế nào, chúng ta không phải là điền vào tách theo từng câu nữa, mà bây giờ chúng ta đã có ở trong đoạn rồi. Thế nên là cái việc mà thứ nhất là chúng ta phải hiểu cái câu đó và đặt được cái tình huống cái câu đấy là gì, hiểu được bố cục của câu. Thế nên là có một lời khuyên cho cái dạng một lời khuyên cho cái dạng đọc đục lỗ ấy, tức là đọc điền vào cái chỗ trống ở trong đoạn văn ấy. Thứ nhất là bạn phải phân tích được cái câu đấy, ngữ pháp của nó phải điền là cái gì phù hợp. Đó, phải điền, chúng ta phải phân tích được chủ ngữ nó nằm ở đâu, phân tích ở ngay cái câu mà người ta bắt các bạn phải điền á. Cái chỗ nào người ta bắt các bạn phải điền thì các bạn phải đọc cái câu đấy. Chứ các bạn đừng có đọc lan man ra ngoài làm gì, nó rất là phí phạm thời gian mà không được cái tác dụng gì cả. Người ta bắt điền chỗ nào thì điền đọc đúng cái chỗ đấy và phân tích nó ra xem cái câu này là chủ ngữ ở đâu và cần phải điền như thế nào. Cái ý rạch ròi của câu này, chỉ cần bạn hiểu cái ý của câu đấy thì bạn đã làm được cái đề đấy rồi. Còn với những cái dạng nhé, với cái dạng mà người ta bắt các bạn điền ở cái chỗ mà nó nối, nó là từ nối giữa hai câu á, thì lúc đấy các bạn phải đọc cái câu câu đó, cái câu mà người ta có cái chỗ đục lỗ ấy, và đọc cái câu trước đấy và phải phân tích xem là ý liên kết giữa hai câu này là cùng ý hoặc cùng đúng hoặc cùng sai, hoặc là hay là ý giữa hai câu này là trái ngược nhau, thì lúc đấy chúng ta phải tìm cái sự liên kết. Đó, cái dạng bài đọc hiểu này nó khó là bởi vì là nó cần các bạn cái sự gì, bố cục của câu, bố cục của câu rất là nhiều. Thêm nữa là cái phần đọc hiểu. Tiếp theo này, phần tìm kiếm thông tin, dù tìm kiếm nhưng em vẫn hay bị sai bài, đặc biệt là bài tính toán. Thực ra là bởi vì lúc đấy là cái phần tìm kiếm thông tin mà các bạn làm sai ấy, là bởi vì là giống như cái bài tính toán toán lần trước mà chúng ta làm ấy, thì có thể là các bạn không tìm ra được cái mấu chốt là cái đối tượng cần tính nó là cái gì. Thế nên cái này á, thì khi mà người ta hỏi về cái phép tính toán ấy, thì phải tính được ra ngay là cái phép tính đấy người ta yêu cầu cái gì và tìm ở cái điểm nào thôi. Vấn đề mình vẫn luôn nhắc cái bạn là các bạn phải hiểu được cái câu hỏi. Cái điều quan trọng là các bạn phải hiểu được cái câu hỏi nó sẽ nằm ở trong cái phạm vi nào để các bạn tính. Ê, cảm ơn Thịnh Trần sao. Mỗi bài đọc hiểu, đương nhiên thì bài đọc hiểu dài thì sẽ cao điểm hơn bài thông tin rồi. Bài thông tin thì hình như nó chỉ có đâu khoảng 1-2 điểm thì đấy thôi, còn những cái bài kia thì đều mỗi câu được 3 điểm. Mọi người còn câu hỏi nào khác nữa không? Về cái phần nghe nhé, phần nghe thực sự là nếu mà các bạn muốn làm tốt cái phần nghe thì các bạn phải làm như thế này này. Bây giờ thì cũng nghe thì nó không giống như là cái chúng ta học về ngữ pháp và thuộc nhớ đâu, mà cái nghe nó phải là một cái quá trình rồi. Nhưng bây giờ thì nó cũng hơi khó để nói về cái phần luyện tập bởi vì cũng sắp thi rồi, luyện tập thì khó lắm. Nhưng mà nghe thì thế này này, thông thường ấy thì nó sẽ cái dạng một á, thì nó là cái dạng mà hỏi là sau đây sẽ làm cái gì, làm cái này cái kia hay cái gì ấy. Thì các bạn thực ra ấy thì có một cái điểm khó như thế này, nghe thì thường là ít cái kỹ năng lắm, ít cái mẹo lắm, nói là mẹo thôi nhưng thực ra nó cũng không 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 mấy lắm đâu. Nhưng mà như, mình chỉ nói cái cách để chúng ta học như thế nào thôi. Thế là như thế này nhá, cái nghe thì người ta sẽ hỏi sau đấy làm cái gì, đúng không, hoặc là trật tự như thế nào. Thông thường thì nó hay đánh lừa chúng ta là ok, xong đấy lại không ok, rồi có khi lại sẽ quay là ok. Thế nên là rất khó để biết được là người ta như thế nào. Thế nhưng là cái phần đầu tiên mà để nghe tốt thì chúng ta phải có cái từ vựng. Nếu mà các bạn học nghe, mình sẽ chỉ ra một cái lỗi mà khi các bạn học nghe, các bạn đang học như thế này này. Nếu như bạn chỉ bật lên, nếu như bạn chỉ bật lên và bạn nghe để đấy, và xong đấy thì có thể bạn sẽ hiểu. Bạn nói là tại sao em hiểu nhưng mà em trả lời câu hỏi vẫn sai. Nhưng mà em hỏi câu hỏi này là như thế này, chắc chắn là kiểu gì bây giờ ở mức độ N2 thì bạn cũng có thể nghe, các bạn hiểu được loáng thoáng rồi. Nếu như mà nói là không hiểu được thì hoàn toàn là sai, bởi vì bạn đã ở mức độ N2 rồi. Thế nên là khi mà bạn nghe thì bạn kiểu gì bạn cũng hiểu được loáng thoáng. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có mỗi nghe loáng thoáng chúng ta để đấy, thì khi làm đề á,
Khi làm đề á, người ta sẽ phải phụ thuộc vào cái phần một nấc nữa, đây là nấc câu hỏi. Nếu như bạn nghe bạn để đấy thì đến lúc mà câu hỏi á, nó đến cái phần câu hỏi thì bạn sẽ phải suy luận theo một kiểu khác. Đúng không? Bạn nghe bạn hiểu ở một cái ý này nhưng cái câu hỏi của người ta lại hỏi theo một ý khác. Thế là bạn không suy luận được ra cái phần đó thì đương nhiên là bạn bị sai. Thế nên là khi học nghe thì cố gắng là không học theo kiểu là nghe hiểu hiểu xem như thế nào rồi bỏ đấy. Mà cố gắng nếu mà các bạn muốn học nghe để các bạn luyện thi á thì các bạn phải học giống như là các bạn đang đi thi. Tức là chúng ta cũng phải luyện và chúng ta chọn đáp án. Sau đấy thì để chúng ta học lại từ thì chúng ta sẽ xem lại script để chúng ta nốt lại là à cái từ này nó được nói như thế này, hoặc là cái cách nói này người ta trong trường hợp này người ta nói như vậy để những cái lần sau mình không bị mắc phải cái lần đó nữa. Còn nếu như các bạn thứ nhất là các bạn chỉ có mỗi việc nghe mà không làm câu hỏi thì cái kỹ năng làm đề nghe của các bạn sẽ kém bởi vì các bạn không biết cách để phân tích loại cái câu đáp án như là thế nào. Còn nếu mà các bạn chỉ nghe cũng nghe và làm đề nhưng lại không xem lại script thì có thể là các bạn sẽ là gì? Thứ nhất là các bạn không học được từ, rất là phí. Thứ hai là có những cái mà các bạn không nghe được các bạn bỏ qua và lần sau chúng ta cũng nghe lại từ đấy và chúng ta cũng không nghe được. Đấy. Cái từ mà nó ghi nhớ ở trong đầu của chúng ta bằng cách như thế nào? Chúng ta nhìn thấy, chúng ta mường tượng ở trong đầu, tưởng tượng nó và chúng ta nghe lại rồi chúng ta lại lặp lại cái việc nghe xong script thì cái việc đấy chúng ta cứ lặp lại thì các bạn sẽ nghe tốt lên. Căn bản vẫn là cái phần từ và cái cách nghe theo kiểu là có những cách diễn đạt như thế nào, cách nói như thế nào ấy. Hoàng Dũng rằng đầu tiên nhá. Phùng Như rằng thì cái này bài so sánh thì mình đã làm rồi, mai các bạn có thể xem lại cái đoạn này nhé. Khoa rằng thì cái phần mà từ lái ghi tay ông ấy thì thực ra thì nó cũng sẽ có một vài câu trong cái đề từ vựng, kiểu gì nó cũng có khoảng tầm hai câu gì đó và một vài câu về cái phó từ nữa. Nếu mà để học cái từ vựng của N2 ấy, khuyên chân thành là học cái Shinkansen Master, đặc biệt là cái phần phần đằng sau ấy. Phần đằng sau, phần từ ghép này, phần phó từ này, rồi phần đấy cực kỳ đầy đủ luôn. Các bạn nhớ hết được cái quyển đấy thì đi thi thì đề nào cũng phải phục các bạn. Thế nên là bây giờ mấy cái lớp online thì mình đều dạy theo Shinkansen Master hết, kể cả từ vựng hay là ngữ pháp thì đều phải theo cái cuốn đấy hết bởi vì nó chuẩn, nó hệ thống đầy đủ hơn. Hoàng Dũng rằng em nghe nói phần bài đọc ngắn thì câu đầu và câu cuối là phần quan trọng có phải không cô? Mình tập trung trước hết vào câu đầu và câu cuối. Thực ra ấy, thì cái này là theo cái dạng văn thôi. Trong văn tiếng Việt của chúng ta cũng thế thôi. Văn bao giờ người ta cũng sẽ viết theo hai kiểu. Thứ nhất là cái dạng quy nạp, tức là người ta đưa cái câu ý chính, ý người ta muốn nói đến đầu tiên. À không, diễn dịch, tức là ý người ta muốn nói đến đầu tiên, sau đấy người ta mới diễn giải nó ra. Thế nên là lúc với cái dạng người ta viết cái dạng câu đấy thì cái điều quan trọng là câu đầu tiên. Còn còn một dạng nữa là người ta viết theo cái kiểu quy nạp, tức là người ta diễn dịch hết các ý ra rồi xong cuối cùng người ta đưa ra tổng kết. Thế nên là trong một cái bài đọc á, thì bao giờ nó cũng sẽ có ở hai cái phần đấy là cái phần mấu chốt. Tuy nhiên á, cũng có những cái trường hợp mà người ta viết theo cái kiểu khác là người ta đầu người ta đưa ra một cái gợi gợi gì đó, sau giữa người ta nói ra cái ý, xong rồi người ta lại vạch ra một cái lộ trình nó khác, đưa ra một cái câu khác. Thế nên là cái trường hợp mà nói là chỉ đọc câu đầu và câu cuối thì nó không phải đúng 100%. Tất nhiên là cái xác suất của nó cũng khá là cao, tuy nhiên là không phải đúng 100%. Thế nên là với cái dạng bài đọc ngắn á, thì tốt nhất là đọc lướt hết cả phần, đọc lướt thật nhanh và chú trọng ở hai cái phần câu đó thì sẽ là đúng hơn. Đúng rồi, Thịnh Trần rằng từ giờ đến hôm thi thì các bạn nên luyện đề thật nhiều. Đúng rồi, cái việc cái lúc quan trọng của chúng ta ấy, đáng ra bây giờ mà luyện thì cũng là muộn rồi. Đáng ra thì các bạn phải luyện đề cách đây một tháng cơ. Chúng ta phải luyện đề. Luyện đề là để như thế nào? Qua cái việc luyện đề ấy, thì các bạn sẽ nhớ được là lục lại một lần nữa. Luyện đề nó thực ra nó cũng giống như là chúng ta ôn tập thôi. Là các bạn sẽ đào lại một lần nữa cái kiến thức của các bạn. Và qua cái việc luyện đề thì các bạn mới biết là à mình đang bị hỏng ở chỗ nào, mình đang bị thiếu ở cái phần nào. Ví dụ như nếu mà chúng ta chỉ học kiến thức đơn thuần, chẳng hạn mình học trong từ vựng Shinkansen Master, mình chỉ học thuộc như vậy thôi mà mình có những cái khi mà mình biết từ đấy nhưng đến khi với cái dạng bài từ vựng thì mình không biết là trong cái đáp án này thì câu nào đúng. Thế nên lúc đấy chúng ta bắt buộc phải làm đề, đúng không? Bây giờ thì nói là cũng quá muộn, cũng không phải là quá nhưng mà cũng là hơi muộn rồi, nhưng đáng là chúng ta phải thực hiện cách đấy khoảng một tháng cơ. Còn bây giờ thì tất nhiên là thời gian này thì các bạn tập trung làm luyện đề càng nhiều càng tốt.
Cái phần ngữ pháp và từ vựng thì cố gắng là tổng hợp lại, tóm hết những cái mẫu câu ý nghĩa là gì đã. Ý nghĩa là gì, giống cái bài 100 đề hôm trước mà mình có post cho các bạn ấy, các bạn chỉ cần hiểu cho mình cái nghĩa, cái từ nghĩa cơ mẫu đấy là gì thôi. Chứ các bạn không cần phải quá quan trọng là cái này kết hợp với VD, VT, VN, các bạn không cần, trừ những cái trường hợp đặc biệt các bạn mới cần những cái sự kết hợp đặc biệt đấy thôi. Còn không là các bạn chỉ cần cho mình cái nghĩa của cái cụm, cái ngữ pháp này là gì thôi. Bởi vì khi hỏi nhìn vào cái trong cái đề thi á, các bạn nhìn vào cái đề ấy, các bạn nhìn được cái mẫu câu là các bạn biết ngay nghĩa là các bạn làm thôi, chứ người cũng không quan trọng về cái chuyện là phải hiểu được là cái cách kết hợp nó dài dòng ấy. Bây giờ không nhớ được những cái phần đấy đâu. Thiên Ngọc, làm thế nào để có thể nghe tốt? Sao em nghe hoài mà cảm giác khả năng em nghe không lên. Bây giờ em đang nghe như thế nào? Đúng rồi, Bích Phạm rằng các bạn chú ý đặc biệt cho mình những cái phần ở cái Shinkansen Master ấy, từ vựng ấy. Các bạn chú ý đặc biệt cho mình cái phần chỗ tiền tố, tức là từ đứng đầu, và hậu tố, tức là phần đứng sau. Nhớ cho mình những cái phần đấy. Và tuy nhiên, ok. Ok, nếu mà không còn câu hỏi nào nữa thì mình xin được khép cái buổi livestream tại đây. Rất cảm ơn các bạn 77 thành viên đã nghe mình, chúng ta đã cùng trao đổi với nhau suốt 1 tiếng rưỡi. Thực sự là các bạn nếu mà bây giờ ở bên Nhật thì cũng đã rất là muộn rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng là sau tháng 7 này, như mình đã nói là khi mà chúng ta xong cái kỳ thi rồi, chúng ta không còn nặng nề cái chuyện là phải thi và phải học thi như thế này. Thực ra mình rất là ghét dạy những cái kiểu là học thi, bởi vì là lúc nào mình cũng phải theo một cái khuôn mẫu, lúc nào cũng phải theo cái ngữ pháp và kết cấu. Thì sau tháng 7 chúng ta sẽ bước vào đầu tháng 7, bước vào kỳ thi này, chúng ta xong cái kỳ thi này thì chúng ta sẽ hy vọng sẽ còn được gặp gỡ nhau trong những cái buổi livestream như này với những cái chủ đề nó thú vị hơn. Ví dụ như là cách dịch này, ví dụ là cách viết mail.